kiểu không ấy, không kiểu như bọn kia thích cái không cần biết gái vui không, cứ xa là bố mình chửi thẳng mặt đã. Tơ nói xấu mà không chỉ mặt thịt nhỉ, anh Jin nhỉ. Có thằng bò góc sụp sẽ chị Tú à. Watch out. Còn hai trái mít đó. Watch out. Mẹ vẫn tốt thế. Em lên như này, em lên như này. Nó lại chạy sang cánh em rồi. Cánh em. Em trong nhà. Thank you. Watch out. Mà nó làm sao nó tự ra chứ, thường mình nhiều hơn lúc con ra đâu. Không, em ngồi xuống sao em không đánh cái tên của anh. Anh Vinh đụng cái 14 bỏ cái gì lại vậy trời. Còn hai nhá, không phải còn một một thằng xuống 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 sau này bên Watch này. Out. Help. Yếu. Đó. Rồi, nó còn một thằng đằng sau mèo ấy. Một thằng đằng sau mèo. Mèo sữa. Thank you. Mèo này sẽ sắp đầy sữa rồi. Bụi tay. Mẹ mày định trộm con khủng long tao hả? Tao bảo.
chưa 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 nên kêu. Có mở 4 nè, có ai lấy mở 4 nè. Đó, mình nha em. I got supplies. Watch out. Thằng đấy nó bò đâu rồi, chưa nên kêu nè. À đây. Tiger. Chỗ em có người. Siêu nhân cụ tia. Ok, siêu nhân cụ tia. Bắn nén. Anh đang mãi nút đồ, chú cứ bắn đít anh. Đau thật đi. Đau đít quá hả? Làm kiểu đau đít. Đau đít. Đau đau, 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 đau. Bắn đít thì đau đít chứ đau gì. Thì em bảo đau mà, em không bảo gì đâu. Chị buồn cười chứ nhờ. Em lại bắn cho chị cái giờ đi. Thằng thơm thì thế rồi. Ký cái đầu quá à. Chắc ký cái đầu thơm này đẹp nè. Đóng ba giáp ba. I got supplies. I got supplies. Nó ra rồi. Em tự ra hay vứt, sao á. Em vứt ở ngoài đấy. Em vứt ở ngoài bà giáo. Giống như nó nghe mình bắn ngoài này nhiều quá. Cái đầu nó nôn ra. Cái nó tặng cửa nó ra. I got supplies. I got supplies. Yo ơi, bắn mà không được cây barrel nào luôn ấy. Nè, cây barrel nè. I got supplies. Cây saka nào luôn ấy. À đâu cây cây gì nhỉ? Mà 4 chứ. Vải tờm. Đây đây đây, có 6 không ai lấy hả? Chị lấy rồi. Ê cho em đi với. Không thấy đâu. Ê anh em mình đi. Có 4 à. Ủa có 4 người ngồi được mà. Giờ... Ôi giời, đi nè. Ngồi trên này hạnh phúc mà. Đây. Nhưng mà nút đang chạy anh đừng có ấn vào chữ G nhá. Chữ G là nó đứng im ấy. Ấn vào chữ... Ủa chạy nhanh hết nhỉ? Trăm mấy đấy. Đúng rồi. Ba bên... Ủa lộn, tính ấy bò bên Facebook. Nó phải sự. Ôi sao con này nó đi chậm như vậy? Ấn chữ phóng thì nó chạy lên được trăm mấy. Thính này, thính đỏ này. Ô. Watch out. Không ăn à? Có nổ rất ngon, chết cũng nông không? Đi mua đồ, cái đây xu nhiều quá nè. Trời, nãy bình cấp 6 trong kia anh cắt. Để em vô đây em mua đồ cái đã. Ừ, cũng mua đồ đó. À, không có xu. Đi, không. Em, đứa nào đặt đầu mình vậy rồi. Ai, tính anh đi con sông này nó còn xây hơn là xây xe nữa. Em nghĩ đi, em chóng mặt đó à. Có xu không chị? Rồi cái tay cầm trong thấy học của em mất kêu rồi. Cái tay cầm trong thấy học của em đang mất kêu rồi. Trời mèo này á. Đây. Bắn đạn với tay cầm barrel chưa có nào hết. Chị bắn tay cầm gì? Chị bắn tay cầm gì? Tay cầm đứng. Ừ, tay cầm em nhé. Rồi. Rồi em mua đồ đi. Khỏi mua máu nữa nha, chị đủ rồi. Chị mới mua bịch đủ rồi. Còn đâu nữa mà mua. Ai mua sát hết máu luôn đi. Ủa, bắn đạn xịn nè. I got supplies. Máu ngon, em cho máu nào lấy máu không? Có ai lấy máu không? Thôi. Không nhé ơi. Dỗi rồi, dỗi cả thế giới. Qua đây cái độ nhảy nó có thay đổi không ta? Xem nhìn hổng chóng rồi vậy.
Úi giời, con bu kỳ kia quả lẽ mà ai mà xuống lấy xe đúng là lỗ rồi. Banh xác. Trời vô. Thôi anh ơi, ra lấy xe Watch 4 out. Đi đi anh ơi. Chưa, cái băng đạn ở, ở ở ở trong nhà sinh có cái băng đạn. Trong nhà sinh này có mark the location. Ôi à. Nên xe 4 đi chị Tú ơi. Phá hết mặt. Mình là người không ưa độ cao. Thôi em sẽ đi lấy xe à. Chứ em cởi con khủng long em nhảy xuống em hộng. Chúng em muốn ối quá. Chị sợ độ cao giống em thế. Trời ơi, bữa chơi mà bay mấy cái chơi trên tháp bay xuống rồi chị bay mà chị hoắt ruột luôn. Bao quân sự là đi đường kia nè. Chưa gì đã buồn ngủ, mắt mắt bắt đầu rít rít lại là rát hết mắt. Được. Tại trưa hầu như em không ngủ. Nằm thôi chứ có ngủ được đâu. Trời trưa chị nằm ngủ không? Ngủ trưa đã nữa hết giờ. Lỡ được không dữ. Tính ra nhìn, nhìn con khủng long này nó ô về thì chứ. Nhìn nó to. Đi được kìa. Em có xe qua cậu kìa, có xe qua cậu kìa. Thấy, thấy, thấy. Nó thấy mình rồi ấy. Chưa, tao mấy nó chưa chứ. À không, không. Đổ xăng, đổ xăng, đổ xăng. Ê, ê, để nhìn nó có cam cậu không? Xuống. À, thì còn xu à? Không. Nó chạy qua luôn nha, nó chạy qua luôn á. Quẹo mãi về quân sự á. Có cỏ khủng long bay kìa. Có khủng long bay kìa cậu kìa. À, ê, có con khủng long bay kìa chị Tú. Nhìn thấy chưa? Thấy, 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 thấy. Bắn được không nhỉ? Nhưng mà, không, không, đừng bắn, đừng bắn, đừng bắn. Đừng bắn, đừng bắn, đừng bắn tâm, xa lắm. Đi, đi, đi. Chặn câu. Không được, không được. Thấy rồi, thấy rồi. Chị Nè. Chết rồi, nó chết rồi. Ê, cây Saka giật thật. Một team clear rồi, còn một team nữa. Còn team mắng, mắng với team đó đó. Tính gạt à. Ai. Nó nhảy xuống rồi, nó nhảy xuống rồi. Kiếm kiếm kiếm. Tầng dưới, tầng dưới, tầng dưới. Có đàn khác tới, có đàn khác tới. Đồng đội nó tới, đồng đội tới. Thank you. Gần như rồi mà. Còn cái thằng khác bên đi đi. Có thằng đi bút đi qua. Watch out!
Còn team khác, còn team khác. Xuống em đã thấy nó đứng ngay canh cửa kẹt con mèo, em nhám lên rồi em bắn spam cho mèo bò về à. Cái team kia nó trên nồi nó táp xuống. Thank you. Đó nằm nó trên nồi nó táp. Sẵn ui có đứng giữa cái đường máu bà lại bẻ than nút đồ thật đi. Thè luôn đi. Đó đó nó bắn spam phải không? Trời súng lông cháy trên áo kìa. Súng lông nó ở đây nó rú quá, rú hình như nè. Đâu đây 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 nè. Không được đâu, em phải tránh xa cái nhà nó ra mới được con khủng long nó gần. Đi cái đầu á. Watch out. Đó, đó đó, con boss đó đó. Chị bị trên đồi nó táp xuống. Một thằng nó trên đồi, một mở bắn sniper bắn hoài. Không nhìn thấy nó nữa. Đó, nó nằm đặt đá đó. Đang bắn con boss đó mà bị nó bắn. Đây có cái K98 nè. À, không có được á. Nè, watch đây. Out. Dinh tàn nhẫn với đồng đội đó. Mà 10. Thằng đó còn nó cho nó đã tám sạch rồi. Gấp chị lên tớp, tớp. Lên đâu? Bắn rồi mà bố. Bên đây có xe 4 gì nó đi xe nó chạy. Xe xịt lobo, xe xịt lobo. Someone has been here. Trên thành cầu như có người nha. Có năng đổ trên đấy này. Có khủng long đổ trên đó là có người. I need consumables. Watch out! Nhà xanh á, chỗ nhà xanh ba tầng có người. Mèo nó đi. Marked a location. Nãy mới thấy một thằng. Có một coi thôi. Coi chừng cái thằng trên nọ nó vẫn còn nằm đó đó. Nhưng mà không đẩy được. Bom đi ta. Từ nha, thằng trên đồi vẫn bắn mèo ơi, đứng đấy. Chị thấy nè, chị thấy nè, để chị ngó kỹ chứ nữa chị bắn nó ra. Nó thục vô rồi. Nó đây nè, watch out. Ngay cái góc này nè. Nè, thằng trên đồi.
để bọn nó ngồi kê cầu thang rồi. Nó ngồi trên cái thành đó, nó ngồi trên cái thành đó. Nhảy rồi, nó nhảy rồi, nó nhảy rồi, nó nhảy rồi, cứu đi, nó nhảy rồi, coi chừng bơm. Mày. Trời ơi, em bắt nó yếu hả? Mấy cô hỗ trợ đồng đội. Còn thằng ở trên đồi quỷ yêu đó tắt. Thank you. Chừa lại chút xíu đồ đi. Ai lút em có lút đâu trời. Dầu lút cái gì, lút từ đầu trận đến cuối trận. Đó nói là không có lút nha. Cái thằng nó nằm ở trên đầu. Nó nằm ngay đây nè, đỉnh. Nó nằm ngay đây nè. Mark the location. Nó nằm ngay góc đó luôn đó. Ngay cái góc đầu đỉnh luôn luôn á. Cái khe giữa núi này nè. Nè, đâu này nè. Mark the đó. Location. Có thằng khủng long bay à? Đấy nè. Đi chỗ nó còn trong bó mà nè. Cầu có kìa, cầu có kìa. Ô, cầu có xe dựng đó kìa. Thấy nè, nó đây nè, nó đây. Watch out. Cái xe con kia đi rồi, thằng này để nó chạy vô mắng cái thằng ở trong bo nè. Rồi con này em mấy cái sự kiện này nát thế. Cái con Banda nó còn bắn ai ở dưới đó nữa đó. Đi rồi, nó ngoài bo nó táp được rồi. Đây, bên này, bên này. Watch out. Cái thằng bay cũng long mà nó. Watch out. Watch out. Nó này nè, nó này. Ê, nó dạt luôn. Ủa trời sao mà em bị lắc dữ ta? Bên em còn một. Watch out. Ê. Nó nằm ở dưới kìa. À thằng này với thằng khủng long bên kia là một team. Chỉnh sao giờ đè cái nút ấy nó lại dính ngay cái nút nằm nữa. Trời bắn nhau cái nó cứ nằm hoài luôn. Thì Tú trận này bắn căng ấy. Nhờ pha nằm vậy mới không chết được chứ cái con mặc đồ cỏ này chứ không bị teo rồi. Mẹ, anh Jim cũng không kém. Ờ, Jim 12 kill rồi. Vô tình bắn nằm cái lượm được biết cái chó công. Thế mà bọn nó mở roi pad rồi bọn nó có con khủng long xanh này thôi chứ được cái gì đâu. Kìa bên kia có. Bên kia có con. Ủa rồi chết rồi. Em chạy khủng long đây.
Con này thì chạy được, chắc không sợ độ cao đâu chị. Tốt. Rồi rồi rồi. Nhảy. Help. Không kịp. Dạ, nghe thấy chứ. Cái bo này nó đốt đâu á? Không phải, nó để chị lên, nó quất cho chị một viên, hiểu không? Đây. Quất cho chị một viên bo đốt chết luôn. Cây thiệt sự luôn á. Có mình anh Jim sống. Chết tem nó chắc còn 2 thằng rồi. Mình nhìn sắm. Chết chứ. Đừng nhảy. Chạy nó tăng tốc nhanh lắm. 90 km/h. Đấy. Mà thằng nào bắn ghi rồ là nó vẫn sấy được nhiệt tình luôn đấy. Và nó hướng trên này này. Chạy tít để rồi nhìn chóng mặt phết. Chia 5 nhá các bạn. Một thằng, còn thằng bắn súng ngắm nữa thôi. Thằng mà bắn chị Tú ấy. Do anh cài đặt. Chỉnh được. Phương tiện khác. Biết lùm lùm ở đâu. À, thằng này vừa bắn em rồi. Awesome. We are victory number one. Belongs to we us. Are number one. We know chicken. Okay.